Tin cập nhật ngày 26 tháng 3 Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 sẽ không để Putin thoát tội Ba Lan từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rút, nói Nga vi phạm hợp đồng Anh đã trừng phạt 65 tổ chức và cá nhân Nga, bao gồm cả con gái riêng của Ngoại trưởng Lavrov Moscow nêu đích giành lãnh đạo quốc gia châu Âu chống Nga mạnh nhất Quân đội Nga được lệnh kết thúc chiến tranh vào ngày chiến thắng của Nga Chuyên gia, chiến tranh Nga-Ukraine có thể kéo lùi nền kinh tế Nga 15 năm biểu tình lớn ở Thâm Quyến vì phong tỏa chống dịch. Thu Lâm rất vui khi được gặp quý vị trong bản tin cập nhật ngày 26 tháng 3 qua các nền tảng YouTube và xếp chat của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. quý vị, hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 được tổ chức tại Brussels, thủ đô của Bỉ vào ngày 24 vừa qua. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng được mời tham dự cuộc họp. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong một tuyên bố, G7 sẽ sát cánh với chính phủ và nhân dân Ukraine. G7 hoàn nghênh các cuộc điều tra của các cơ quan quốc tế, trong đó có công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế. G7 sẽ nỗ lực cùng nhau để hỗ trợ việc thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh. Ngoài ra, G7 kêu gọi tất cả các nước không cung cấp quân sự hoặc hỗ trợ khác cho Nga để giúp nước này tiếp tục xâm lược Ukraine. G7 sẽ vẫn cảnh giác với bất kỳ viện trợ nào như vậy. Tuyên bố nhấn mạnh, G7 chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức truy cứu ông Putin và những người bày mưu và ủng hộ cuộc chiến tranh này, bao gồm cả chính quyền Lukashenko ở Belarus, phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới. Tuyên bố cũng nói thêm rằng, G7 cũng sẽ thực hiện các hành động tập trung để giám sát việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt và phản ứng liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt, bao gồm cả liên quan đến các giao dịch vàng của Ngân hàng Trung ương Nga. Chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn khi cần thiết và chúng tôi sẽ đoàn kết nhất trí khi làm như vậy. Tuyên bố nói, Chúng tôi lo ngại về sự đàn áp ngày càng gia tăng đối với người dân Nga và những luận điệu thù địch ngày càng tăng của các nhà lãnh đạo Nga, bao gồm cả luận điệu thù địch đối với người dân thường và chúng tôi sẽ không bỏ qua cho họ. Người dân Nga phải biết chúng tôi không có ác cảm với họ, chính Tổng thống Putin, chính phủ của ông và những người ủng hộ, bao gồm cả chế độ Lukashenko ở Belarus, người đã áp đặt cuộc chiến này và hậu quả của nó đặt lên người Nga. Và chính quyết định của nhà độc tài đã làm ô nhục lịch sử nhân dân Nga. Thưa quý vị, công ty năng lượng nhà nước Ba Lan, Pisinic, cho biết hôm thứ Năm ngày 24 tháng 3 rằng họ sẽ không sử dụng đồng rút để thanh toán cho các giao dịch mua khí đốt thiên nhiên từ Nga. Đây là lần đầu tiên yêu cầu của Nga bị các nước khác từ chối kể từ khi nước này bị áp các lệnh trừng phạt chưa từng có vì cuộc chiến với Ukraine. Hãng PAP đưa tin Powell Mazizky, chủ tịch công ty dầu khí nhà nước của Ba Lan Pisinic cho biết, chúng tôi không hiểu phải làm như thế nào hợp đồng có ghi rõ ràng phương thức thanh toán và không cho phép bất kỳ bên nào tự ý thay đổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết các chuyến hàng khí đốt của Nga tới các quốc gia không thân thiện sẽ chỉ được thanh toán bằng đồ rúp sau khi Moscow hứng chịu một loạt các lệnh trừng phạt, theo hãng AFP đưa tin. Ông Putin nói, đối với chúng tôi, việc giao hàng tới EU và Hoa Kỳ và chấp nhận thanh toán bằng đồng đô đồ la Mỹ, euro và một số loại tiền tệ khác đã không còn có ý nghĩa nữa. Đó là lý do tại sao tôi quyết định thực hiện một loạt các biện pháp thay đổi thanh toán trong thời gian ngắn nhất. Bắt đầu từ khí đốt thiên nhiên, các khoản thanh toán tiền khí đốt đối với quốc gia được gọi là không thân thiện sẽ thay đổi bằng đồng rúp Nga. Trước đó, Liên bang Nga đã phê duyệt danh sách các quốc gia không thân thiện, bao gồm hơn 20 quốc gia và khu vực, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Nhật Bản. Các nước phương Tây đã đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, đóng băng nhiều dự án trong tổng tài sản 640 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Nga và trục xuất một số ngân hàng Nga khỏi danh sách hệ thống thanh toán của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu SWIFT, khiến đồng rút mất giá nặng. Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết yêu cầu của Nga là vi phạm hợp đồng và Berlin sẽ thảo luận với các đối tác châu Âu về cách ứng phó. Trước khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, Đức nhập khẩu 55% lượng khí đốt thiên nhiên nhập khẩu của Nga. Ông chủ của tập đoàn dầu khí áo OMV cũng cho biết các hợp đồng đã ký không cho phép thanh toán bằng đồng rúp. Hợp đồng mua khí đốt hiện tại của Ba Lan với Nga sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Warsaw muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga sau khi hợp đồng kết thúc và thay vào đó nhập khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng LGN vận chuyển bằng tàu và khí đốt thiên nhiên từ Na Uy qua đường ống Baltic. Thưa quý vị, bên cạnh việc Hoa Kỳ trừng phạt hơn 400 tổ chức và cá nhân Nga, Anh cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga Ngoại trưởng Anh Truss ngày 24 tháng 3 thông báo, chính phủ Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 65 thực thể và cá nhân, bao gồm cả con gái riêng của Ngoại trưởng Nga Sergei Viktorovich Lavrov, là La Svetlana Polyakova và giám đốc điều hành của ngân hàng lớn nhất của Nga. Bà lưu ý rằng, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Anh đã trừng phạt hơn 1.000 cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng thông báo trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung đã được áp đặt đối với hơn 400 cá nhân và tổ chức của nga văn phòng ngoại giao anh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ năm các lệnh trừng phạt hôm nay nhắm vào các ngành công nghiệp quan trọng hỗ trợ cho cuộc xâm lược bất hợp pháp của nga bao gồm đường sắt nga và công ty quốc phòng Kronstadt, nhà sản xuất máy bay không người lái chính của nga tập đoàn wagner nhóm lính đánh thuê của nga được cho là chịu trách nhiệm cho vụ ám sát tổng thống ukraine zelensky cũng đã bị trừng phạt Sáu ngân hàng khác cũng bị nhắm mục tiêu, bao gồm ngân hàng Alpha mà những người đồng sáng lập bao gồm nhà tài phiệt đã bị trừng phạt trước đó là Mikhail Friedman, Pete Aven và Sherman Khan, Androsa. Nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới cũng bị trừng phạt. Bộ Ngoại giao Anh chỉ ra rằng các cá nhân bị trừng phạt bao gồm tỷ phú tài phiệt dầu mỏ Eugene Spiller, người sáng lập ngân hàng Tikov Bank, Oleg Tikov, là ngân hàng lớn nhất của Nga, giám đốc điều hành ngân hàng dự trữ liên bang Nga Herman grip và con gái riêng của Ngoại trưởng Lavrov, Poliakova. Galina Danichenko, người được Nga bổ nhiệm làm thị trưởng Melitopol, cũng bị trừng phạt. Đây là lần đầu tiên một cá nhân bị xử phạt vì hợp tác với quân đội Nga hiện đang ở Ukraine. Ngoại trưởng Anh Truss nói trong một tuyên bố rằng, những kẻ đầu sỏ, tập đoàn và quân đồ cho thuê này đã đồng lã trong vụ sát hại thường dân vô tội và chúng phải trả giá đắt. Putin không nên ảo tưởng bất cứ điều gì, chúng tôi đoàn kết với các đồng minh của mình và sẽ tiếp tục thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Nga để giúp bảo đảm rằng Putin sẽ thất bại ở Ukraine. Sẽ không có sự nới lỏng nào, tất cả những người bị trừng phạt hôm nay sẽ bị đóng băng tài sản ở Anh. Có nghĩa là không có công dân hoặc công ty nào của Anh có thể kinh doanh với họ và các cá nhân chịu lệnh cấm đi lại cũng bị cấm đến hoặc rời khỏi Anh. Bà Trust nói thêm, các biện pháp trừng phạt ngày hôm nay sẽ đăng tổng số tài sản toàn cầu của các ngân hàng bị Anh trừng phạt kể từ cuộc xâm lược lên đến 500 tỷ bảng Anh, với các nhà tài việt và thành viên gia đình có tài sản dòng trên 150 tỷ bảng Anh. Đạo luật phạm tội kinh tế đưa ra các điều khoản nhằm đơn giản hóa luật pháp trước đây để Anh có thể ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với cuộc khủng hoảng hiện tại. Chính phủ sẽ tiếp tục thắt chặt các đinh vít, sử dụng các biện pháp trừng phạt để làm suy yếu nền kinh tế Nga trên quy mô chưa từng thấy trước đây hay bất kỳ nền kinh tế lớn nào. Bà cho biết, anh đã dẫn đầu nỗ lực trừng phạt quốc tế, cắt đứt toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế Nga bằng cách nhắm vào các công ty quốc phòng, lĩnh vực thương mại và vận tải, đồng thời hợp tác với các đồng minh để loại Nga ra khỏi hệ thống tài chính SWIFT. Thưa quý vị, theo điện Kremlin, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson là nhà lãnh đạo quốc tế chống Nga tích cực nhất và điều này sẽ không mang tới kết quả tốt. Chúng tôi thấy ông Boris Johnson là người tham gia tích cực nhất trong các nỗ lực chống lại Nga Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, cách tiếp cận hiện tại của London với Moscow sẽ dẫn tới ngõ cụt về chính sách đối ngoại, ông Peskov cảnh báo. Nhận định của điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Anh đang trở thành quốc gia dẫn đầu châu Âu về các lệnh trừng phạt nga và ủng hộ Ukraine. Hôm 22 tháng 2, ngay sau khi Moscow công nhận độc lập hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố trừng phạt 5 ngân hàng lớn và 3 tỷ phú Nga. Những tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt đều bị đóng băng tài sản ở Anh. Hôm 24 tháng 2, ông Boris Johnson tiếp tục công bố danh sách hơn 100 thực thể ở Nga bị trừng phạt sau khi Moscow tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hôm 23 tháng 3, ông Boris Johnson thông báo Anh sẽ gửi 6.000 tên lửa phòng không và chống tăng, kèm theo khoản viện trợ trị giá 33 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 25 tháng 3, ông Johnson cho rằng, Nga đang tìm cách lách các lệnh trừng phạt đối với nguồn vàng dự trữ. "Chúng tôi đang tìm cách chặn Nga giao dịch vàng trên thị trường quốc tế", ông Johnson nói. Trước đó, hôm 24 tháng 3, Mỹ đã tuyên bố các giao dịch vàng với Nga sẽ bị cấm, công dân Mỹ bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào bao gồm cả các giao dịch liên quan đến vàng với ngân hàng trung ương Nga, quỹ tài chính quốc gia Nga hoặc bộ tài chính Nga. Bộ tài chính Mỹ thông báo viện dẫn lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Biden. Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính Mỹ chỉ thị cho thị trường vàng về việc dừng giao dịch với các thực thể bị trừng phạt của Nga. Quân đội Nga được lệnh kết thúc chiến tranh vào ngày chiến thắng của Nga. Thưa quý vị, cuộc chiến Ukraine-Nga diễn ra đã hơn một tháng. Theo tin tức mới nhất từ Kiev Independent, quân đội Nga đã phát lệnh yêu cầu kết thúc chiến tranh trước ngày 9 tháng 5, tức là ngày chiến thắng của Nga. Trang tin Ukrainska Pravda cũng cho hay, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, theo thông tin hiện có, có một chiến dịch tuyên truyền đang diễn ra trong các nhân viên của lực lượng vũ trang Liên bang Nga nhằm áp đặt ý tưởng rằng chiến tranh phải kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Bộ Tổng tham mưu lưu ý rằng bất chấp tổn thất đáng kể và nhân sự bị giảm sút, các cơ quan quân sự và chính trị của Liên bang Nga vẫn không bác bỏ khả năng tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống Ukraine. Trang tin cũng cho biết, có thông tin cho rằng hầu hết các cơ sở y tế nằm ở phía Nga dọc theo biên giới với Ukraine đều đã lấp đầy thương binh của quân đội Nga. Quân đội Nga cũng đang nỗ lực khôi phục khả năng chiến đấu của lực lượng đổ bộ đường không. Ngày 9 tháng 5 là ngày chiến thắng ở Nga. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, Đức Quốc xã chính thức ký văn bản đầu hàng Liên Xô vô điều kiện trong Thế chiến thứ hai. Văn kiện đầu hàng có hiệu lực vào ngày 8 tháng 5 theo giờ Đông Âu, theo giờ Moscow là ngày 9 tháng 5. Sau khi Tổng thống Nga Putin lên nắm quyền để đoàn kết lòng tự hào dân tộc, ông cũng tích cực đẩy mạnh việc xây dựng các hoạt động kỷ niệm liên quan đến ngày chiến thắng. Chuyên gia, chiến tranh Nga-Ukraine có thể kéo lùi nền kinh tế Nga 15 năm. Thưa quý vị, các nhà kinh tế cho rằng, vào cuối năm 2023, sau khi Nga xâm lược Ukraine và gây ra hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế, nền kinh tế Nga có thể sẽ giảm mạnh trở lại mức đã từng chứng kiến cách đây 15 năm. Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, các nước phương Tây đã công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với Nga, khiến các công ty quốc tế phải rút khỏi nước này. Hôm thứ Năm, nhóm 7 nước G7 bao gồm Hoa Kỳ và Liên minh châu đã công bố một vòng trừng phạt mới chống lại Nga, nhằm vào hơn 400 cá nhân và thực thể, bao gồm giới tinh hoa Nga, thành viên quốc hội và các doanh nghiệp quốc phòng. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ quyết tâm gây ra chi phí nghiêm trọng cho Nga và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung khi cần thiết. Trong một tuyên bố chung, họ lên án sự lựa chọn chiến tranh và hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine là vô cớ, quá đáng và bất hợp pháp. Theo Bloomberg, các nhà kinh tế học Benjamin Higginstock và Elena Rabakova tại Viện Tài chính Quốc tế IIF, một tổ chức tư vấn của Mỹ cho biết trong một đánh giá sơ bộ rằng nền kinh tế Nga dự kiến sẽ giảm 15% vào năm 2022, tiếp theo là giảm thêm 3% vào năm 2023 với tổng sản phẩm quốc nội dừng ở mức của khoảng 15 năm trước. Họ cũng chỉ ra rằng nếu các biện pháp trừng phạt được thắt chặt hơn nữa, quan điểm của họ có thể thay đổi. Các nhà kinh tế nói rằng, nếu các biện pháp trừng phạt được áp đặt dưới hình thức cấm vận thương mại, thì xuất khẩu có thể giảm nhiều hơn mức chúng tôi dự báo hiện tại. Cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 đã khiến giá đồng rúp sụp đổ, chuỗi cung ứng và giá hàng hóa toàn cầu hỗn loạn, đồng thời khiến một số lượng lớn các công ty phải tạm ngừng hoạt động tại Nga. IMF cho rằng, ngoài tác động trực tiếp của chiến tranh đối với nền kinh tế, những người Nga có học vấn và trình độ kinh tế có thể sẽ liên tiếp rời khỏi đất nước trong vài năm tới. Tình trạng chảy máu chất xám ồ ạt hướng ra ngoài, cùng với việc phương Tây kiểm soát xuất khẩu các công nghệ khác nhau sẽ cản trở sự phát triển của Nga trong nhiều năm. Báo cáo chỉ ra rằng cùng lúc đó các công ty nước ngoài cũng sẽ ít sẵn sàng muốn làm ăn với Nga, dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của nền kinh tế nước này trong tương lai. Tuy nhiên, dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của quốc tế, nhưng dường như Nga vẫn chưa quyết định ngừng các hoạt động quân sự. Theo Reuters, các quan chức ngũ giác đài cho biết Nga đã hết vũ khí dẫn đường chính xác và có thể sẽ dựa vào nhiều loại bom rơi tự do và đạn pháo truyền thống là đại pháo và đại bác. Biểu tình lớn ở thâm quyến vì phong tỏa chống dịch Thưa quý vị, cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 viêm phổi Vũ Hán cực đoan của chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần khiến công chúng phẫn nộ biểu tình vào ngày 21 tháng 3 ở quận Nam Sơn, Thâm Quyến lại xảy ra cuộc biểu tình lớn. Những người biểu tình đã hò hét và đập phá các trạm kiểm soát chống dịch khiến người dân không thể ra ngoài. Vào ngày 24 tháng 3, Epoch Times đã phỏng vấn người dân tại quận Nam Sơn. Phong tỏa cả khu vực dù không có ca nhiễm. Cô ở quận Nam Sơn, Thâm Quyến nói rằng hàng xóm của cô đã chết trong khi cơ quan chức năng phong tỏa dịch bệnh, nhưng cơ quan chức năng giấu không cho biết rõ tình hình. Người chết là đàn ông 37 tuổi ở gần nhà chúng tôi tôi không biết vì sao anh ấy chết nhiều người nói rằng anh ấy bị nhốt nên chết nhưng chúng tôi không biết rõ ràng tối hôm đó ngay sau khi chúng tôi ăn xong những người mặc quần áo trắng để xe vào và mang anh ấy ra nhưng không ai trong chúng tôi được phép ra ngoài khi đẩy ra phải đi ngang qua chỗ chúng tôi nhưng chúng tôi không thể thấy vì xe đẩy bị trùng kín người ta nói với chúng tôi rằng gia đình anh ấy không thể liên lạc được với anh ấy có người quen thân đã báo cho ban quản lý khi đến xem thì thấy điều đó là anh ấy đã chết Người bên khu chúng tôi không biết anh ta chết như thế nào. Có người nói chết đói, có người nói vì uất ức, không ai biết rõ. Linan cho rằng có một cuộc biểu tình xảy ra vào ngày 21 tháng 3 là do nhân viên xét nghiệm axit nucleic xúc phạm người phụ nữ đang dắt đứa bé, khiến dư luận phẫn nộ. Cô nói, xung đột bắt đầu vào thứ hai ngày 21 tháng 3. Chúng tôi đã bị phong tỏa trong một tháng mới được phát cho một ít đồ lương thực. Hàng tuần khi mọi người lên tiếng mới phát cho một chút, nếu không họ chẳng phát gì. Chúng tôi phải xét nghiệm axit nucleic, yêu cầu đến từng người một. Có một cô dắt con, khi làm cô ấy đứng cách xa cả mét. Người nhân viên làm xét nghiệm yêu cầu cô ấy đứng lại gần. Sau đó người phụ nữ nói chẳng phải khi xét nghiệm axit nucleic cần đứng cách xa một mét sao. Người nhân viên kia mắng mỏ rất khó nghe. Anh ta nói tốt nhất nên nhốt các người vài tháng hoặc thậm chí cả vài năm không cho ra. Vậy là nổ ra xung đột và nhân viên an ninh phải đến ngăn chặn. Bí thư quận Nam Sơn né tránh và gọi cảnh sát. An cho biết, sau cuộc biểu tình, người dân tiếp tục yêu cầu nhà chức trách dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Bí thư quận Nam Sơn đã đến địa điểm biểu tình và hứa sẽ cho người dân một lời giải thích nhưng ông ta cứ khất lần. Cô kể rằng bí thư quận Nam Sơn đến muộn, hơn 10 giờ sáng mọi người đã đến cổng sát biểu tình, yêu cầu bí thư ra ngoài giải quyết sự việc, nhưng bảo vệ nói rằng vào buổi chiều bí thư mới đến làm việc. Chúng tôi đến cổng sát lúc 14 giờ 30 phút và đợi ông ta, mãi đến hơn 15 giờ ông ta mới đến. Chúng tôi nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ. Ông ta nói bây giờ phải đi họp, hẹn trả lời vào buổi tối. Ông ta hẹn lúc 20 giờ và bảo tất cả mọi người đứng đợi ở cổng sắt. Nhưng đến 20 giờ, ông Bí Thư vẫn ngồi ở nhà hàng thịt nướng cạnh cổng sắt mà không chịu đi ra, phải 30 phút sau mới đi ra. Nhưng ông ta cũng không có phản hồi cụ thể gì. Ông ta trả lời chúng tôi rằng phải quay lại cuộc họp. Chuyên gia từ Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh trả lời rằng đây là phong tỏa 14 cộng 7, chúng tôi đã bị giam trong 14 ngày mà ông ta còn nói không có làm sai gì. Liên An nói rằng không có trường hợp bị nhiễm Covid-19 nào trong khu vực của cô, nhưng lại bị phong tỏa. Bí thư không những không đáp ứng yêu cầu dỡ bỏ chốt chặn cho người dân mà còn huy động cảnh sát và đe dọa bắt người. Bí thư mà không giải quyết được gì, không thể trả lời những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra, lại còn gọi nhiều cảnh sát và còn có cảnh sát đặc nhiệm chặn toàn bộ con đường của chúng tôi. Cảnh sát đến bằng 3 chiếc xe buýt, cũng có vài chiếc xe máy, Buổi tối ông Bí Thư nói nếu chúng tôi còn chống đối sẽ đưa chúng tôi đi, chúng tôi liền giải tán vì nhiều người sợ bị bắt giam. Cuộc sống ngột ngạt vì vật giá quá cao. Lina nói, cánh cổng sát khu chúng tôi đã đóng vào ngày 23 tháng 2 khiến không thể ra ngoài, dù vào ngày 26 tháng 2 mới chính thức phong tỏa. Đến lúc 2 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 mới được mở trong 2 giờ và sau đó lại bị đóng lại. Sau thời gian này lại đóng thêm 14 ngày nữa. Vật giá tại địa phương đang tăng cao trong khi mọi người không thể ra ngoài làm việc, một số người không thể chịu đựng được và muốn nhảy khỏi tòa nhà. Gọi cho ban quản lý họ không nghe máy, giá cả cao hơn nhiều so với bình thường. Thường một phần rau là gần 3 tệ nhưng bây giờ giá hơn 6 tệ hoặc hơn 7 tệ. Đặt mua đồ ăn mang tới cũng được nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đặt mua mãi, một tháng không có việc làm. Nhiều người còn phải trả tiền nhà và tiền vay mua xe. Việc phong tỏa kéo dài khiến nhiều người rơi vào tình trạng trầm uất. Ngay bên cạnh chúng tôi có một người đàn ông định nhảy khỏi tòa nhà nhưng bị chúng tôi kéo lại. Đêm qua có một người đàn ông đã bị nhốt trong một thời gian dài, ông ta bị cao huyết áp đã đánh đứa con trai chỉ mới ở tuổi vị thành niên. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.